có cảnh là cho anh mập à. Từ liền cái cờ gắng từ liền cái vui rồi nãy rồi. Chào tất cả mọi người đã qua lại với kênh Lòng Quê Quán Ngã. Hôm nay hai anh em mình lên núi rồi lại xuống biển mọi người. Đi câu cá với gành nha mọi người. Đi chung với anh Mập này đây. Này là siêu cầu mọi người. Chút xíu nữa mọi người coi. Giờ anh em mình sẽ đi xuống. Đường đi cho nã mọi người. Đi rất là nguy hiểm mọi người. Đi xuống. Nã là mình hai anh em mình chạy lên trên đỉnh núi rồi là bây giờ là qua lòng xuống, nhưng mà xuống biển nha mọi người. Anh Mập coi biết đường được chào đi nha. Đi nhanh quá. Đường nguy hiểm quá mọi người. Lát xuống tới này mình sẽ quay lại cho mọi người coi nha. Đây là gành đá nha mọi người. Rất là sầu. Ngắm biển có thể tắm biển nhưng mà tắm ở này rất là nguy hiểm. Anh em mình đi từ đến câu đi xuống. Giờ mấy anh em mình sẽ ra điểm câu nha mọi người. Đầu ở đây thì có rất là nhiều loài cá. Đây là sủi đá mọi người. Nước suối ướp sẵn. Kim đó hả? Đây là một vùng biển của Quảng Ngãi mọi người. Khu vực này là biển nhưng mà đó là gì?
xa xa kia là Sới Đen. Dạ anh Mập sẽ khê đâu trước rồi. Yêu cầu anh Mập cho mọi người cái nha. Anh Mập sẽ hôm nay sẽ khê đồ đầu tiên. Không biết là trăng buổi chiều hôm nay là như thế nào. Mình đi câu với anh Mập này rồi, chỉ có đem nguyên vỏ cá vậy không à. Ít có khi mốm lắm. Có là an chậm hơn bữa trước không? Trước ngay nhà này rồi. Cái này là có gì? Son cao có lấn lắm. Có gì để biết ta? Có này hàng hay mà mày thịt của trang phá vậy? Không. Chạy nó bón có à mày bằng ta mà. Có này gọi là có gì? Biết. Nó đẹp vậy ta. Lên có ngàn em. Ủa xuống lỡ đó nữa. Còn lớn hơn. Con này lớn hơn con nãy xíu. Còn đẹp không à? Nào câu còn có kiển không á? Đúng rồi, chỉ có thanh mập thôi.
cũng đó nữa hả? Cũng lỡ có cảnh luôn. Có cảnh là cho anh mập à. Có khi là cũng loại đó luôn hả? Mu con này khó khó kia hả? Con này khó kia mà con này đẹp hơn. Nhâm biển đỏ quỷ ủa bỏ mấy con này là khớt này ta đó con nhâm này thấy hả bón bón này đó họ bón mấy chục ngọn sáng tới lượt lên còn có lọ đây trong bà lâu lâu dở đó là con thái này mà nhỏ. Mình là nãy giờ ba chú mú cái đồ em ru rồi đi với anh mập nói chuyện rồi. Cái này nó to rồi. Thôi bạn con ăn con ăn mà. Dạ ơn quay. Từ từ lên cái thử. Cứ gắng. Từ lên cái vui rồi nãy giờ mày. Giờ này cũng sắp tối rồi mọi người. Bữa nay đi mà sáng biển hơi cô này không được có lớn, chỉ có mấy con nhỏ thôi. Hẹn mọi người clip sau mình sẽ xem thời tiết trước mình nữa đi. Nay đây cũng được nào canh chua mọi người cứ một ít ốc gì luôn. Đây thành quả của hơi đêm chiều nay đây mọi người. Mù mẹ thêm một bịch ốc nữa bơm được một bánh luôn này. Na đây cho cái chân có vẻ hơi mệt kìa.